Ngày hôm qua 12 tháng 4, đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh đã công bố việc phát hiện 15 hang động mới, 3 hang ở Minh Hóa, 12 hang ở dãy núi Kẻ Bàng trong thời gian 1 tháng tìm kiếm tại Quảng Bình. Thạch nhũ trong 15 hang động này muôn hình muôn vẻ với nhiều thạch nhũ to lớn cùng băng đá đa dạng, các cửa hang rất rộng và đẹp, có cửa hang gần như hình tròn hoặc hình chữ nhật. Tổng cộng các hang động mới này có chiều dài là 11 km, trong đó có những hang được xác lập kỷ lục thế giới vì có những viên ngọc đá tinh khiết lớn nhất trên thế giới với đường kính mỗi viên ngọc hơn 20 cm. Theo các nhà thám hiểm thì đây là những phát hiện ấn tượng trong lịch sử tìm kiếm hang động thế giới. 15 hang động mới này rất quan trọng đối với các khoa học địa chất, địa mạo thế giới bởi thông qua chúng con người có thể hiểu sâu hơn về vỏ trái đất.